Hello, xin chào cả nhà ha. Đây, hôm nay mình có sườn non nè các bạn. Hôm nay sườn non mình sẽ xào sú lơ nha. Một bắp sú lơ nè. Ok ha. Sú lơ này mình sẽ xử lý kỹ nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ rửa sạch cái sườn này ha. Sau đó mình sẽ cho vào cái xoong để mình luộc. Ok ha. Rồi cho mình củ hành tím ha. Rồi mình sẽ luộc nha các bạn. Để 10 phút nữa mình dớt ra nha. Trong khi chờ đợi cái thịt nó chín, nó bắt đầu mình sẽ xử lý cái sú lơ này nha các bạn. Xử lý nè. Cái bắp sú này mình phải xử lý cho nó kỹ nha. Mình xử lý muối ngâm nước sôi đàng hoàng. Rồi sau khi cái này mình ngâm muối xong rồi các bạn, bắt đầu mình sẽ dùng nước sôi mình ngâm luôn nha. Cái sú lơ này là thuốc rất là nhiều các bạn, người ta dùng cái phân thuốc đó nhiều lắm, nên mình về cái này phải xử lý thật là kỹ ha. Rồi để đây ngâm 5 phút nha các bạn. Sau khi xử lý xong mình sẽ cho nó vào đây nha. Chà sạch nước ha. Rồi ok. Ok, cho mình miếng tỏi nè. Tỏi, hành và ớt nè. Rồi, mình xào cho cái miếng sườn này nó rám rám một cái nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho gia vị nha. Rồi, mình sẽ cho gia vị vào nha. Rồi, 2 muỗng mắm ha. Bột ngọt ha. Hào nha các bạn, dầu hào nè. Cho mình cũng luôn củ ớt nha các bạn. Ba muỗng nè.
cho mình đường muỗng rửa ha. Dầu điều cho ra lấy cái màu này các bạn. Ok. Cho miếng tiêu luôn nè. Rồi. Rồi, ok mình sẽ cho xuống lơ vào lại các bạn. Món này rất là bắt cơm ha cả nhà. Rồi như vậy là ok các bạn. Chờ miếng hành ngò nha. Thôi xong. Rồi như vậy là hoàn thành cái món sườn non xào sú lơ nha các bạn. Ok. Rồi, chúc các bạn có một bữa trưa thật ngon miệng ha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở clip sau nha. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp các bạn.